em đứng ở vùng phụ trách chế biến, em cũng phụ trách chế biến và em bảo vệ vùng phụ trách marketing và chế biến. Và cô giáo hướng dẫn của chúng em là cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc. Trước khi đến với nội dung chính của dự án, chúng em kính mời các bạn giám khảo cùng lắng nghe một số chia sẻ